Bình thường thì các mẹ là hay dạy con theo kiểu là hỏi ý kiến của bà hay là của những người đã có con khác. Tuy nhiên mẹ em thì em gọi là trường hợp đặc biệt nên là không thể hỏi han được, nghe là không hỏi được nhiều người mà phải tự mày mò cách dạy em. Hồi em vào lớp 1 thì lúc đấy là mẹ rất là hạnh phúc và mẹ gần như là khóc. Nhìn cô bé khỏe mạnh và thông minh này, không ai biết rằng khi mới hơn 2 tuổi, bé từng được chẩn đoán hội chứng tự kỷ dạng tăng động ở mức độ nặng. Từng bế con gõ cửa nhiều cơ sở điều trị nhưng không hiệu quả, chị Hải Ninh quyết định phải trở thành cô giáo dạy con. Đây là những trang giáo án đầu tiên do chính tay chị soạn. Những gì mà mẹ con tôi có được, nó là kết quả của một sự đấu tranh, nhưng đấu tranh đúng nghĩa. Kết quả của một sự thay đổi, nhưng thay đổi đúng lúc. Xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ những đứa trẻ tự kỷ giống con mình, cuối tháng 5 năm 2016, chị Ninh đã mở trung tâm nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ trẻ tự kỷ Tuệ Quang. Cậu bé này là một trong những trường hợp trẻ tự kỷ được trung tâm hỗ trợ điều trị. 10 tuổi, không thể phát âm, cũng không có nhận thức như một đứa trẻ thông thường. Nhưng thay đổi đã tới sau 2 tháng. Bà ngoại đâu gọi bà đi. À, bà. Cái hồi hôm về đây thì nó không biết gì cả, nhưng mà bắt đầu từ mấy tháng thì coi như là nó cũng đã hơi biết. Nó biết các cô bắt được gọi được cả bố, cả mẹ với cả bà. Hàng ngày, công việc của chị Hải Ninh là thực hiện các bài kiểm tra hội chứng tự kỷ cho các bé, hướng dẫn cô giáo khác và phụ huynh các phương pháp hỗ trợ điều trị hội chứng tự kỷ phù hợp với từng bé. Tính đến nay, 418 đứa trẻ đã được hỗ trợ điều trị, cùng với đó là hàng nghìn cuộc tư vấn qua mạng Internet và điện thoại. Là cô giáo thì phải cần nhiều hơn là mẹ, bởi vì bản thân mẹ đã yêu con rồi. Ngày hôm qua, con chưa biết chỉ tay và đếm số chân của con gà. Hôm nay con đã biết chỉ và đếm 1, 2. Đấy là niềm vui, là động lực của những thầy cô giáo giáo dục đặc biệt. Rất đơn giản nhưng phải hàng ngày. Và mỗi sự tiến bộ của con đều là một động lực nâng đỡ tất cả chúng tôi tiếp tục